Chào các bạn, hôm nay chúng ta giải thử cái puzzle hai cái móc của cái hai cái chìa khóa nó móc vào nhau ha. Nó móc như vậy. Nhiệm vụ chúng ta là tháo nó ra. Cái chìa khóa này nó có cái khe nè, mình phải luồn qua những cái eo này nè để mình đưa ra. Đầu tiên là mình luồn qua cái nó như vậy ha, mình luồn qua cái eo này. Đó, để mình trở mình quay nó lại. Quay nó lại xong rồi luồn qua cái eo chỗ này. Để đưa ra. À, ra tới đây. Ra tới đây chúng ta sẽ qua luồn qua cái eo này. Đây. Đây có cái eo này, cái rãnh này. Để đi vô cái lỗ. Rồi, vô cái lỗ mình vòng qua đây. Mình ra lại cái lỗ này, ra ngoài. Đó. Rồi đưa vô cũng được, đưa vô cũng vậy, mình đưa vậy, đưa vô vậy bạn đừng có đưa ngược gì ha, đưa ngược gì là lát nữa nó lấy ra quay không được. Đưa xuống gì? Đưa vô. Rồi đem qua đây. Quay lại. Em đi vô đây, quay lại để đưa ra đây. Để lọt ở trong cổ này. Rồi quay ngược lại ra đây. Rồi quay lại, hất cái này lên. Rồi. Rồi, chúng ta đã giải xong. Con này rất là đơn giản à, chơi mò khoảng chừng vài phút là ra.